Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 9 giờ tối tức là 21 giờ của ngày thứ ba ngày mùng 3 tháng 10 năm 2023 Và không khó để mọi người nhận thấy đây là một cái suất ăn có thể nói rằng là nó trị giá 800.000 đồng Nó trị giá 800.000 đồng và chúng ta có thể thấy rằng là một nồi một ít cá kho cá ba sa rồi ít đậu ít chả vân vân rồi bảy quả trứng vân vân cái ít rau xào nọ kia vân vân chỉ có thế thôi mỗi người ăn như thế này và đây là một suất ăn là trị giá 800 000 đồng ngày hôm nay tôi đã làm clip rồi và thật sự mình rất bức xúc và mình đã làm thêm một clip nữa các bác nào quan tâm đến vụ này thì các bác cho tôi một cái đăng ký một cái like video một cái nhấn nút cho thông báo nha bởi vì không biết rằng là báo tiền phong cũng như là những facebooker những người nói về cái sự kiện này là có bị rằng đề nghị đề nghị bị xử lý hay không nhưng mà thôi mình vẫn phải nhìn thấy cái này là mình vẫn phải nói thôi vì bức xúc quá không chịu được xin thưa các bác mọi người đó bởi vì như thế này các bác có thể nhìn thấy thế này đã có những cái thông tin mới cập nhật cái vụ này và báo dân trí thì đã đưa như sau đó Chúng ta đọc nguyên văn nhé, chúng ta sẽ thấy này. Ngay sau khi xuất hiện những thông tin này thì Cục Thể dục Thể thao đã có cuộc làm việc với Bộ Môn Bóng Bàn, Ban huấn luyện đội bóng bàn trẻ quốc gia và Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo trong chiều nay ngày 3 tháng 10 sẽ có cuộc họp đầy đủ của các bên liên quan để làm rõ sự việc. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin thêm nha, đây là thông tin mới nhất nha. Các bên sẽ ban mặt một lời nói trong cuộc họp này tại khu Liên Hợp Quốc gia Mỹ Đình trong chiều nay. Và với những thông tin báo chí đưa ra thì các vận động viên thì kêu đói và còn cho rằng có sự khuất tất trong việc khấu trừ tiền ăn. Lãnh đạo bộ môn bóng bàn thì cho biết trong giải trình của huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam là ông Bùi Xuân Hà thì đã phủ nhận. Đã phủ nhận. Huấn luyện viên trưởng thì báo cáo ngược lại với thông tin báo chí, chúng tôi cũng có mời đại diện vận động viên đến thì các cháu nói là vẫn ăn ngon và đầy đủ. Lãnh đạo bộ môn bóng bàn cho hay và theo thông tin từ dân trí, cuộc họp này vẫn chưa thu được kết quả cuối cùng khi các bên đều có những đội tranh với nhau về mặt thông tin. Trước mắt thì lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao thì ghi nhận những báo cáo và giải trình của người trong cuộc. Sau đó tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để công khai trước dư luận. Đây, ghi nhận báo cáo và giải trình của người trong cuộc. Vậy là vụ này là khéo chìm nha các bác nha. Tí nữa tôi sẽ phân tích cho các bác tại sao. Và liên quan tới việc các vận động viên phải chuyển tiền hàng tháng cho huấn luyện viên trưởng thì lãnh đạo bộ môn bóng bàn cho biết là theo giải trình của huấn luyện viên Bùi Xuân Hà thì đó là tiền tiết kiệm của các vận động viên gửi cho thầy giữ hộ. Cuối năm thì sẽ trả lại toàn bộ. À, cái này rất kỳ lạ. Bởi, vì không chỉ là các em chuyển tiền mà là bố mẹ các em chuyển tiền. Xin thưa các bác là như vậy. Đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam thì có 12 người, trong đó có 10 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Toàn bộ thì sẽ có mặt trong cuộc họp chiều nay vân vân và trên báo chí thì các bác có thể thấy rằng là là chúng ta các vận động viên trẻ là những người mà phải nạp năng lượng rất nhiều vậy mà bữa ăn của họ thì như thế này như thế này và với vận động viên trẻ như thế này thì họ đã có một cái suất ăn nó dạng như là 320.000 một ngày bữa sáng chúng ta nhìn này anh Linh Nguyễn thì anh ấy có trích dẫn lại một số cái như sau này để các bác nhìn thấy này đó chúng ta thấy không đây là những cái bữa ăn không chỉ là một bữa và là nhiều bữa. Đây là bữa ăn sáng là 100 ngàn đây. Đó, xin thưa với các bác, đó là gói xôi. Mà tôi vẫn hay mua cho Johnny nhà tôi. Johnny nhà tôi rất, rất thích ăn cái xôi gấc này. Và mỗi gói như thế này thì ở xóm tôi là tôi mua là 10 nghìn. 10 nghìn. Nha các bác. Và đây các bác có thể nhìn thấy này. bảy quả trứng, một ít rau, 1 ít giá xào, một con cá, vân vân Rồi chúng ta nhìn tiếp là đây là bữa ăn mà, chúng, mà, mà vừa lấy đấy như vậy thì rõ ràng là nó không đủ đúng không? nó không đủ ai mà chấp nhận được cái việc này cái người bình thường là các bác đi chợ các bác đủ biết rằng là bộ là thức ăn như thế thì không bao giờ là 800 trăm ngàn à, chứng cứ đầy đủ như vậy mà họ còn cãi cố à, xin thưa với các bác đầy đủ như vậy còn cãi cố có hai cái cãi ở đây thứ nhất rằng là huấn luyện viên trưởng giải trình như thế nào về cái suất ăn như thế này thì chúng ta chưa thấy hóa đơn chứng từ đâu mua như thế nào à, mua như thế nào đúng không nhà báo Hà Phan thì nó một cái câu rằng là trừ khi rằng là trong cái bữa ăn này có cái rát vàng thì nó mới đắt như thế còn một người bạn tôi thì hỏi rằng là liệu rằng nó có mua đến 150.000 không đó thế mà cuối cùng là xin thưa với các bác nó là bữa ăn trị giá là 800.000 còn gói xôi sáng thì tôi có thể là 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 chứng minh được là bình thường nó có 10.000 thôi vậy là nó có đáng với 100.000 ăn sáng hay không đó và đây là những vận động viên của chúng ta Vậy mà họ giải trình mà chúng ta thấy rằng là có sự vô lý đến mức cùng cực. Bây giờ các em bé thì đều là những cái người mà thật sự là họ muốn được đầu tư. Họ bị ở thế phụ thuộc, trẻ con 13 14 tuổi. Các phóng viên đến thì bọn nó tự nhiên nghĩa là để cho các cháu nói thật á thì nó phải tạo không khí nó rất là thoải mái tự nhiên. Thì các phóng viên đến thì thoải mái tự nhiên để các em nói thật, nói giải tỏa của mình ra. Chứ bây giờ các bác có thể thấy rằng là bây giờ tổ chức một cuộc họp đầy đủ ban bệ vào thì các em có dám nói gì không? Đúng không ạ? nhìn sợ bỏ sư ra, không khéo mình lại bị đuổi khỏi cái cái đội bóng bóng bàn và sự nghiệp của mình là chấm dứt tại đây. Thế thì xin thưa với các bác rằng là, là là các bác thử nghĩ xem, như vậy là có đảm bảo cái tính khách quan hay không? Thứ hai nữa rằng là cục thể dục thể thao thì giao cho các bên để giải trình và từ đó làm rõ. Thì tôi nghĩ rằng là bất cứ thường thường ấy tôi hay nói rằng là tội phạm mà nhận tội nó mới là cái điểm kỳ lạ. À, tội phạm mà khai thật thì nó mới điểm là điểm bất thường. Đúng không ạ? khai thật nhận tội mới là điểm bất thường còn tội phạm mà mà chối tội thì nó mới là bình thường và nó mới cần điều tra viên có nghiệp vụ để mà điều tra ra đây là từng chứng cứ đó, nó, đàng hoàng đầy đủ phóng viên của báo tiền phong đã đi ghi hình vào tận bên trong và không chỉ là một bữa ăn và là rất nhiều bữa rất nhiều bữa đúng không ạ đấy là việc ăn uống của các em nhé xin đưa với các bác và vào cả bếp luôn mở cả tủ lạnh ra coi luôn đây là chúng ta thấy nhá cái thứ hai nữa là Xin thưa với các bác là dấu tiền hàng tháng về giải trình mỗi người phải nộp là khoảng tầm theo báo chí là 1 đến một triệu rưỡi cho huấn luyện viên để mà tiền phụ ăn rồi là tiền đi picnic rồi tiền nọ cái vân vân nhưng các em chưa bao giờ được hưởng các dịch vụ này đấy là các em nói. Thế còn huấn luyện viên thì bảo thế nào? Huấn luyện viên bảo rằng là à đây là tiền các em gửi tiết kiệm Ở tiết kiệm thì tại sao thầy lại phải, phải giữ hộ các em là vô gia cư hết à? nếu các bác có tiền thì các bác gửi tiết kiệm cho gửi gửi cho người thân giữ hộ hay là các bác sẽ gửi cho ứng viên giữ hộ nghe nó phi lý đến mức cùng cực thế nhưng mà khéo xin thưa với các bác rằng là người ta đã hợp thức hóa và người ta nói rằng cái này mới là ổn cá nhân tôi nghĩ thì là bên phía của của bên bên phía của của cục thể dục thể thao ấy, là mời công an vào cuộc xem xét chứng từ hóa đơn vân vân xem rằng là có cái tiền an bộ ăn chặn hay không bởi vì nếu mà ăn chặn ấy thì xin thưa với các bác rằng nó là cái tiền tham mô tài sản bởi vì cái tài sản này là được đầu tư cho các em để mà tạo thành cái bóng chuyển còn để tạo được các động viên và đây là tài sản của nhà nước đúng không ạ đó xin thưa với các bác thế nhưng mà họ lấy cái này thành cái tài sản riêng của mình từ cái bất ăn thì đó là tội tham mô tài sản báo cáo bác mà tội tham mô tài sản thì thì nó khá là nặng đây chúng ta cứ tính và có thể rằng là nếu như mà xác định vào khung tham mô tài sản thì cái tội của nó là như thế nào đã, tội của nó là như thế nào chúng ta cùng xem nhé Đó. đây là khung của tội tham mô tài sản này người nào mà lợi dụng chức vụ quyền hạn đây là của các huấn luyện viên này vân vân cái thứ nữa này mà 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thì có thể bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Đó, 2 năm cho đến 7 năm. Đó. Nhẹ thì 2 năm và nặng thì 7 năm. 2 triệu đồng trở lên đã dính rồi. Đó. Phạm tội thuộc trường hợp đây để 7 năm cho đến 15 năm có tổ chức dùng thủ đoạn xảo quyệt nguy hiểm. Đó. Báo cáo bao nhiêu ấy? Một trường hợp có tổ chức, ví dụ như là có từ từ cái việc mà thông đồng từ bếp ăn cho đến hội luyện viên chẳng hạn. Đó. Xin đưa các bác như thế. Và phạm tội hai lần trở lên. Đó. Rồi là chiếm đoạt vân vân. Tất cả thứ này thì đều có thể rằng là từ 7 năm đến 15 năm. Tôi tham mô tài sản nó kinh khủng lắm. Đó cho nên ấy, ở đây ý, đánh giá cục thể dục thể thao là phải mời cơ quan chức năng để làm rõ cho nó khách quan chứ bây giờ để người trong cuộc người ta giải trình rồi mình nói chuyện thì có khách quan hay không các anh có trực tiếp gặp các vận động viên tâm sự với các em hay rằng là các anh chỉ làm 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 việc với các huấn luyện viên rồi là mọi người các anh đi nhậu các anh có rủ các em đi cùng không à, đúng không hay là các anh là sẽ ngồi nói chuyện với các huấn luyện viên vân vân viết hóa đơn chứng từ tóm lại là quan hệ với ai cho nên là muốn khách quan thì phải bỏ qua cái này và phải mời các cơ quan chức năng khác để làm việc và đặc biệt rằng là cái người cần mời thì không mời à, xin thưa với các bác chúng ta có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta có thể nói rằng là, là là cần phải làm rõ nếu như mà báo tiền phong làm sai báo tiền phong mà các phóng viên mà 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 gọi rằng là à, các phóng viên mà xin thưa các bác rằng là à, báo cáo các bác rằng là đó tôi lấy ví dụ như này đó, chúng ta nhìn này cục thể dục là đây này đây các bạn có thể nhìn thấy nhé chúng ta nhìn này cục thể dục thể cục thể dục thể thao này tại sao lại không làm được việc được này cục thể dục thể thao đã có cuộc làm việc với bộ môn bóng bàn ban huấn luyện với đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia sẽ có cuộc họp đầy đủ của 3 bên liên quan đến sự việc các anh làm sai hết rồi không khách quan không công minh Tại sao tôi lại có ba bên này? Bởi vì là đáng nhẽ các anh ấy phải mời mời ai? Tôi mà làm khách việc khách công công minh nhá, tôi là cục trưởng nhá, hoặc là tôi là bộ trưởng của văn thể. À vẫn Nguyễn Văn Hùng nhầm, nhầm sang anh thể. Tôi mà là bộ trưởng của Văn Hùng, tôi chỉ đạo cái gì các bác biết không? Tôi sẽ chỉ đạo cho khách quan xuống rằng là thứ nhất mời bên cơ quan công an ra để mà chứng minh lắm vì có có thể là có cái dấu hiệu rằng là tham mộ tài sản. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mời bên phía của báo Tiền Phong các phóng viên trực tiếp cái việc này. Có thể là mời thêm một phó tổng biên tập phụ trách nữa và cung cấp các chứng cứ dữ liệu để mà làm nói chuyện cái thứ ba nữa là không nên mời các em bởi các em sẽ bị rất là căng thẳng trong độ tuổi như thế này đúng không ạ và cái thứ nữa mới là mời các gọi rằng là các huấn luyện viên và những người phụ trách à, tất cả những thứ đó là ngồi nói chuyện với nhau đúng không ạ bởi vì các em đã nói với các phóng viên rồi có ghi âm có hình ảnh rồi có chứng cứ rồi điều gì phải mời các em lên nói chuyện lại là làm gì nữa đúng không ạ và các phóng viên tiền phong phải chịu trách nhiệm về việc này thậm chí chịu trách nhiệm về pháp luật và nếu không mà họ làm sai lệch vân vân thì họ có thể bị phạm tội vu khống đúng không rất rõ ràng tôi nói thật với các bác rằng là phải làm việc như thế nó mới khách quan chứ không phải rằng là bảo cục xuống là ngồi làm việc với các bên dưới các anh chị trên xuống dưới nó thành một cái ngành dọc với nhau vậy thì có cái sự quan hệ có gì đó không chắc chắn là khác với người thường rồi đúng không ạ cái người chính của cái việc này là bên báo tiền phong là cơ quan tổ chức cũng là của nhà nước vậy thì vẫn nên làm việc chứ và rõ ràng đây là một cái vấn đề đó tôi nghĩ rằng là không phải họ không biết đầu của họ lắc một phát ra cái cả tấm sỏi luôn thế nhưng mà tại sao họ không làm là bởi vì rằng là sẽ có nhiều cái à, nhưng bây giờ cởi mở thông tin hơn chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian tới nha cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành